Tuyệt, bạn đã làm được rồi. Bạn đã có giấc mơ sáng suốt, chính là kiểu đang mơ và đột nhiên nhận thức được là mình đang mơ ấy. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn trong những giấc mơ đó. Có sức mạnh kỳ diệu, di chuyển đồ vật bằng tâm trí, đạp xe đạp bay, câu cá khi ngồi trên một đám mây nhỏ. Thích quá, không may là lại một chữ nhưng. Dù thế giới của những giấc mơ có tuyệt vời đến đâu thì vẫn có một số điều bạn cần tránh. Bạn đang ở trong một ngôi nhà nhưng không chắc mình có đang mơ hay không. Có một con đường, một khu rừng rậm phía sau và ngôi nhà này, nó tuy cũ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Giờ bạn đang đứng ở một hành lang dài. Bên trái có một phòng khách rất đẹp, mang phong cách hoài cổ. Sao không tới xem nó nhỉ? Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, trông thật kỳ diệu. Ghế sofa cổ điển màu đỏ, tấm thảm xanh dày, bàn cà phê, hai tủ sách lớn, cây đàn piano cũ trong góc, cây trồng gần cửa sổ. Ai tưới cho những cái cây đó khi ở đây không có người sống nhỉ? Mặc kệ đi, này xem tấm gương đặt ngay cạnh cây đàn piano kia. Từ từ, từng bước, bạn đi về phía nó, rồi tự hỏi mình sẽ thấy gì? Dừng lại đi. Quy tắc đầu tiên của giấc mơ sáng suốt là tránh làm những việc khiến bạn cảm thấy quá xúc động. Tấm gương có thể phản chiếu một phiên bản khác và khá méo mó của bạn. Bạn có thể sẽ không thích những gì mình thấy đâu. Sẽ ra sao nếu ai đó đang nhìn lại bạn hoặc bạn thấy tay mình dài bất thường, không thể nhận ra khuôn mặt của mình hoặc có ai đó đang đứng sau lưng bạn? Nhìn vào gương trong giấc mơ sáng suốt là cách dở nhất để tìm ra điều đó. Vì vậy, hãy cố gắng chống lại sự cám dỗ này. Khi nào là chuyên gia của giấc mơ sáng suốt, bạn có thể thử. Bạn bỏ qua và xem những thứ khác trong nhà. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu bạn. Nếu đây là giấc mơ, thì cơ thể thật của bạn ở đâu? Không, đừng đi đường đó. Cố gắng đừng nghĩ về cơ thể nhé. Nếu không, bạn sẽ có nguy cơ mất tập trung, ngôi nhà sẽ biến mất và bạn sẽ thức giấc. Khi đang ở trong một giấc mơ sáng suốt, bạn nên chú ý đến môi trường xung quanh. Còn gì nữa nhỉ? Nhất là đừng nghĩ đến việc bạn đang nằm trên giường. Tạm biệt, chúc bạn may mắn lần sau. Được rồi, bạn vẫn đang ở trong nhà, tập trung vào những thứ ở phòng khách chứ không phải cơ thể. Đã đến lúc tiếp tục xem những thứ khác rồi. Chờ đã, dừng lại. Bạn đột nhiên nhận thức rõ ràng rằng bạn đang ở một mình ở trong một ngôi nhà cũ kỹ đáng sợ. Tại sao bạn lại vào đây? Bạn nghĩ gì vậy? Bạn bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhỡ có ai đó sống ở đây thì sao? Cho đến giờ, bạn chỉ ở trong phòng khách thôi. Bạn quay lại và trở lại hành lang. Được rồi, cánh cửa bạn đi vào vẫn ở đó, nhưng có một số bậc thang gỗ ở đằng kia. Bạn hoàn toàn không thể thấy chú dẫn đến đâu. Có phải trời đột nhiên tối hơn một chút không? Mặt trời đang lặn sao? Tất cả những nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn bắt đầu hiện lên trong đầu. Bạn đột nhiên nghe thấy tiếng rắn rít lên. Và đó có phải là âm thanh của một con vật khổng lồ nào đó? Có thể là khủng long không? Ôi không, ở đây cũng có gà. Những nỗi ám ảnh lớn nhất của bạn đều tập trung ở một chỗ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Bạn sợ hãi quay người bỏ chạy. Ồ không, cửa đã biến mất. Bạn bước một bước rơi xuống hố sâu không đáy. Việc này nhắc tôi điều thứ hai cần tránh. Cố gắng đừng nghĩ đến những điều khiến bạn sợ hãi hoặc cảm thấy khó chịu. Chúng ta đều tò mò về những tình huống đáng sợ. Nhưng tiềm thức kiểm soát giấc mơ và nó biết tất cả những nỗi sợ hãi đè nén của bạn. Một chi tiết nhỏ có thể leo thang nhanh chóng và biến giấc mơ sáng suốt đẹp đẽ thành ác mộng. Hoặc thậm chí đánh thức bạn. Có khi thế lại tốt. Bạn hướng sự tập trung trở lại những thứ đẹp đẽ trong nhà và bóng tối biến mất. Tốt rồi, cửa cũng xuất hiện trở lại. Bạn đi ra ngoài, trở lại đường chính. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ồ, đó có phải là người bạn cũ hồi cấp 3 của bạn không? Hay thật, hôm kia bạn vừa nghĩ đến cô ấy xong. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để trò chuyện. Dừng lại ngay. Khi nói đến giấc mơ sáng suốt, càng có ít địa điểm hoặc con người thật càng tốt. Giấc mơ sáng suốt có thể khiến bạn cảm thấy như tất cả đều là thật. Không hẳn giống như bạn sẽ thức dậy và nghĩ mình đã thực sự nói chuyện với người đó, nhưng tiềm thức sẽ ghi nhớ cảm giác của bạn. Việc này có thể khiến bạn hơi bối rối nếu gặp cô ấy ngoài đời. Giấc mơ sáng suốt có thể tạo ra những ký ức giả, dẫn đến mọi rắc rối trong thế giới thực. Ngôi nhà, con đường, khu rừng rậm gần đó. Đầu óc bạn tự nghĩ ra những thứ này sao? Tất nhiên, hươu cao cổ thường không cao đến mức đầu của chúng có thể xuyên qua những đám mây. Thông thường, bạn không thể bay lên để hái một quả táo trên cành cao nhất, và voi thì không đeo những chiếc vòng cổ và bông tai đẹp kia. Vùng đất mơ ước của bạn không có bất kỳ giới hạn nào.
nay hãy tận hưởng khi bạn ở đó. Nếu không, có thể bạn sẽ ở trong một giấc mơ nhàm chán, nơi lại làm bạn ngủ quá giờ báo thức. Bạn thậm chí có thể gặp một cơn ác mộng sáng suốt nữa kìa. Hoặc có thể chúng giống nhau. Nếu bạn quá phấn khích, giấc mơ sáng suốt của bạn sẽ kết thúc rất nhanh. Vâng, giấc mơ sáng suốt giống như mô phỏng thực tế ảo đỉnh của chó vậy. Đó là lý do tại sao bạn muốn nó kéo dài. Chắc chắn bạn có thể bay, nhìn thấy thác nước hùng vĩ, có sức mạnh kỳ diệu, trượt xuống cầu vồng, tận hưởng thiên đường nhiệt đới đầy dừa và cọ. Nhưng này, đợi đã. Thư giãn và cố gắng ổn định giấc mơ trước khi nhảy vào bất kỳ thứ gì trong số đó. Bắt đầu từ từ với những thứ bình thường, ví dụ như con đường, ngôi nhà, đồng cỏ. Nhìn kia, bầy thỏ dễ thương và một con nai. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bắt đầu giấc mơ theo cách này. Phải mất một thời gian để có đủ kỹ năng làm tất cả những điều điên rồ đó mà không thức giấc. Bạn muốn nó thật tuyệt vời, chứ không nhàm chán hay bực bội, hay tệ nhất là kết thúc quá sớm. Nhưng cũng nên nhớ là phải tiếp tục đi. Đừng lang thang không có mục đích. Rừng, đường, nhà, vân vân. Thoạt nghe có vẻ hay, nhưng cuối cùng bạn nên chuyển sang những thứ thú vị hơn. Lên kế hoạch. Trong những giấc mơ sáng suốt, thời gian trôi chậm hơn trong đời thực. Vì vậy, hãy tận dụng nó. Tốt. Đừng quá cố gắng kiểm soát mọi thứ trong giấc mơ. Đầu tiên, việc này cần thực hành nhiều. Thứ hai, hãy để một số thứ làm bạn ngạc nhiên. Hy vọng đó không phải là những ám ảnh ẩn nấp ở góc tối trong tiềm thức của bạn. Hãy mở mắt trong giấc mơ. Còn cách nào khác để thấy tất cả các kỳ quan của thế giới trong mơ nữa chứ? Nhắm mắt nhiều có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn muốn thức dậy. Sẽ rất hữu ích khi bạn bị kẹt trong một giấc mơ xấu và không thể khiến những sinh vật đáng sợ đó biến mất. Nhưng nếu bạn ở một nơi đẹp đẽ thì... Đừng dành quá nhiều thời gian ở trong mơ, dù là giấc mơ sáng suốt hay bình thường. Tất cả đều xảy ra trong giai đoạn ngủ REM, là giai đoạn mắt chuyển động nhanh. Trong giấc ngủ REM, chuyển động của mắt, nhịp tim và sóng não chậm lại từ từ và bùm, đến giai đoạn REM và bộ não của bạn bắt đầu vui vẻ rồi. Hơn một nửa thế giới đã trải nghiệm giấc mơ sáng suốt ít nhất một lần, nhưng ít người thực sự có thể kiểm soát được chúng. Như vậy không hẳn là không tốt, vì biết có một nơi mà bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn tưởng tượng ra thì... có thể bạn sẽ dần mất liên lạc với thực tế đấy. Tuy nhiên, khi mơ, đừng bỏ qua bất cứ điều gì trong danh sách những việc bạn muốn làm. Bay thì sao nhỉ? Bạn đang ở trên đỉnh núi cao, những đám mây dày đặc bao quanh. Mặt đất ở đâu? Bạn nhìn xuống. Wahoo! Trong giấc mơ, bạn không sợ độ cao. Bạn cảm thấy adrenaline bơm khắp cơ thể. Hãy cứ tiếp tục, nhảy rồi dang rộng đôi cánh ra. Nhân tiện, giờ bạn đã có cánh rồi nhé. Hoặc nếu bạn muốn lặn sâu xuống đại dương như tôi thì sao? Bạn đang ở trên một con thuyền nhỏ. Bạn hít thở sâu vài lần, cảm nhận không khí trong lành đầy lồng ngực. Lần hít thở cuối cùng, bạn cúi xuống và rồi tõm một cái xuống nước. Điều tuyệt vời nhất khi đang mơ là nước muối không làm cay mắt bạn tí nào.